Hi, xin chào mọi người. Thì chào mừng mọi người đến với channel của mình. Mình là Zach Nguyễn. Thì hôm nay á, mình làm clip này chủ yếu là bàn về vấn đề mà mấy bạn có khá là thắc mắc là nuôi rùa trong hồ kính như thế nào và chọn lọc cho rùa như thế nào ha. Rồi, thì hiện tại đây là bé Ali nhà mình nha. Mấy bạn có thể thấy ôi lên hồ kính nó đẹp ghê chưa. Đây này nha, đây là lý do tại sao mà mình rất là thích Ali nha mọi người. Bé mới có size 12 thôi nha, rồi coi sự ngầu lòi của nó nè. Rồi thì hôm nay mình không có cái cây chụp ảnh nên mình chỉ dùng tay để nói chuyện với mấy bạn ha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cũng như là cái việc mà mình chọn lọc như thế nào cho hồ rùa ha. Rồi, thì trước mặt mấy bạn đây là một con rùa Ali. Size hiện tại bé này là size 12 ha. Thì trong hồ rùa này mình đang nuôi trong cái hồ diện tích với cái thể tích của nó nha là kích thước á, là 50, 30 và cao là 30 nha mọi người. Đây, đây là hồ của nó. Thì để chọn một cái hồ rùa như thế nào cho hợp lý á, thật sự nha, để mình nói tóm gọn nha, thật sự Ali á nó không nhất thiết và mấy bạn phải nuôi trên hồ kính và bao gồm lọc như thế này đâu, nhưng mà những bạn nào mà có điều kiện á, cũng như là mấy bạn muốn ngắm được sự ngầu lòi như thế này của mình như mình á, thì mấy bạn có thể nuôi bằng hồ kính ha. Rồi thì đầu tiên thì mấy nếu mà ai theo dõi mình lâu á thì cái hồ mấy bạn có thể biết là cái hồ này lúc trước là mình nuôi cá là háng, nhưng mà một do thời gian á mà mình không chăm con cá là háng á, cái bé nó mất chết mất tiêu. Bây giờ thì mình tận dụng cái hồ này lại mình nuôi rùa luôn nha mọi người. Thì ở đây mấy bạn có thể thấy đây là hồ con rùa mình, hồ nuôi rùa mình. Rồi thì điều đầu tiên á, cái để đối với cái hồ kính, cái hồ để nuôi rùa á, cái quan trọng của nó là cái lọc nha mọi người. Cái lọc như thế nào cho hợp lý, cái lọc giống như cái lá phổi của cái hồ nha. À, thì ở đây lúc trước mình xài cái lọc này, đây để mình lấy nét lại nha. Đây là cái lọc này nha mọi người. Cái lọc này mấy bạn có thể mua thoải mái ở cái tiệm hồ cá, nhưng mà nó bất cập một cái là mấy bạn muốn muốn để như thế này nè, muốn rút nước lên á thì mấy bạn phải kiếm đồ, mấy bạn bịt cái đầu này lại để nước mới có thể hút lên đây và đây lên nha, thì nó rất là phiền. Mấy bạn có thể thấy là mình cột dây rất là nhiều luôn, để mình kiếm đồ mình bịt cái lỗ này lại mà mình không cách nào để mình bịt được. Với một thời gian xài á, cái này mình xài 3 tháng rồi nha, mà nó theo đánh giá của mình á, nó đã lực đẩy đã không tốt rồi, đã vậy á mà nó còn ồn nữa. Thật sự với mấy bạn đó, nó rất là ồn, ồn cực kỳ ồn luôn. Đấy là bây giờ mình quyết định là mình bỏ, vứt, không xài nữa. Thì ở đây xin giới thiệu với mấy bạn nếu mà mấy bạn là muốn đầu tư một cái hồ nuôi rùa như mình á, mấy bạn nên đầu tư một cái lọc tốt luôn nha. Thì cái lọc này giá tiền nó gấp đôi với cái lọc hồi nãy VIP xanh hồi nãy á. Đây hướng dẫn cho mọi người, đây mấy bạn có thể thấy đây là lọc Atman nha mọi người. Thì dựa vào thông số kỹ thuật của cái lọc á mà mấy bạn chọn cho mình cái lọc với công suất phù hợp. Ví dụ cái hồ này của mình nè, để nước mình nó đẩy lên như thế này đúng không, thì nó phải cao ít nhất là 60 cm, thì mình chọn cái lọc có công suất là đẩy lên cao bằng 60 cm thì mình chọn lọc này là Atman 303. Cái này thì lúc mình mua là giá là như là 120 sao đó, rồi gấp đôi, gần gấp đôi cái vé kia. Như mấy bạn có thể thấy nó hút rất là sạch và nó rất là êm nữa, không nghe bất kỳ tiếng động nào luôn. Đây ha. Rồi cái thứ hai, khi đến làm một cái máy lọc đúng không, rồi tiếp tục đến là cái hệ thống lọc tràn. Thì đối với loại rùa này nè, mấy bạn cần phải có một cái hệ thống lọc tràn cực kỳ tốt nha mọi người. Nhất là tụi common á, tụi nó quậy, tụi nó làm lột da tùm lum, tụi nó vệ sinh cục bự 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 như thế này nè, thì mấy bạn phải có một cái hệ thống lọc để lọc được mấy cái phần phần phân của nó. Và nói thêm là tụi này là tụi bò sát, tụi nó lột da liên tục. Mấy bạn có thể thấy là lớp da của nó đang, lớp biểu bì trên da trên trên lưng nó bắt đầu nó bong 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 ra, thì nó bắt nó cũng lột da đó đó. Mấy bạn có thể thấy cái mình đang chỉ đó nha,
đó, gan gan trên đầu nó có thấy lớp da đó đúng không, thì nó phải lột da nó mới lớn lên được á, thì da tụi này nó cực kỳ nhiều nên mấy bạn phải có bộ lọc giữ lại cái phần đó. Thì xin mình xin thứ nhất của mấy bạn là cái này, là cái túi lọc. Cái túi lọc này á giá trị là tầm 40.000, thì mấy bạn có thể bịt ngay cái đầu của cái đầu lọc á, bắt đầu để cho nó giữ lại mấy cái cặn bẩn của cái miếng làn da, sau này bạn có thể là gỡ cái miếng này ra xong rồi bạn đi vệ sinh thôi. Tiếp theo ha mấy bạn, giờ mình nói lại sơ về cái bộ lọc Phật lọc tràng của mình nha. Cái này lọc xong bắt đầu đi qua những bông sứ lọc. Sứ lọc cái này là nơi để giữ vi sinh nha mọi người. Rồi đi xuống, đi xuống, đi xuống và bắt đầu cuối cùng ra là đầu này. Và mình tạo cho nó một cái luồng luôn. Các bạn có thể thấy là khi mà nước nó thoát ra nè, thấy không? Thì nó sẽ tạo một cái luồng đẩy cặn bẩn vô lại cái máy này. Đó, là mình đỡ tốn tiền mua luồng nữa. Các bạn có thể thấy. Và cái bạn nuôi rùa này nè. Thay vì á mấy bạn phải bỏ công thời gian, mấy bạn nuôi mà mấy cái hồ, mấy cái thùng 15 lít thì bình thường á, mấy bạn phải bỏ thời gian ra bạn thay nước. Thì hồ này ví dụ như là một tuần bạn thay nước tầm 2 lần đi. Ha, bạn thấy chưa, bạn thay. Còn hồ này mình nuôi á, này là ít nhất là một tuần rồi. Và các bạn có thấy là chất lượng nước nó rất là trong. Vì mình vừa chơi hồ và mình có kiến thức mình chơi bên cá nữa, mình nên mình nuôi vi sinh rất là tốt nha mọi người. Thì vi sinh á mấy bạn có thể mua là vi sinh trong hồ cá luôn, để cho mấy cái, tại sao mấy bạn cần nuôi vi sinh, khi mà con rùa nó thải ra mấy cái chất độc hại ra thì á mấy con vi sinh á là có nhiệm vụ là nó sẽ ăn mấy cái chất độc hại đó, là nó trung hòa mấy cái chất đó làm cho cái giống như là NH3, mấy cái chất như carboxit gì đó trong phân rùa, làm tụi vi sinh nó sẽ làm việc đó và làm cho nước thải ra là rất là sạch nha mọi người. Đây rồi, tiếp theo xong hệ ống lọc là khi mấy bạn nuôi rùa mà mấy bạn lười bắt ra ngoài á, mấy bạn có thể thắm lên một cái đèn như thế này cho mình mọi người nha mọi người. Đây, đây là cái đèn UVA cộng UVB để nuôi rùa nước. Thì cái và luôn kẹp combo, mình mua kẹp đèn này với cái đèn này á, là công suất 75W á, thì giá tầm 180.000. Đây, và mấy bạn có thể thấy là mấy bạn có thể nuôi thoải mái bé Ali trong cái hồ như thế này luôn. Đó. Thì mình nêu tất cả những quyền lợi khi mấy bạn nuôi, theo mình thấy nha, theo ý kiến cá nhân của mình nha. Thì các bạn nuôi hồ kính nè, cái thứ nhất là mấy bạn có thể ngắm được cái sự ngầu lòi của nó nè. Cái thứ hai mấy bạn có thể quan sát được nó nè. Cái thứ ba mấy bạn có thể là kiểm soát, nói chung là mấy bạn chơi nước, chơi rùa như chơi nước vậy. Để mấy bạn có thể, nếu mà cái nguồn nước bạn sạch đó, thì coi như là mấy bạn coi như là cái hệ sinh thái này nó rất là tuyệt, bạn có thể ngắm nó mỗi ngày luôn. Và cái cuối cùng, cái quyết định là đỡ tốn thời gian của bạn. Khi mấy bạn á mà nuôi trong thùng á, mấy bạn chỉ ngắm được nó chút xích, chút chút xí thôi. Và mấy bạn phải tốn công thay nước cho nó nữa, thì cái hồ này thay vì đi một tuần mấy bạn thay nước 2 lần, thì hồ này mình chỉ cần có một tuần, ấy 2 tuần đi, mình rút nước một lần xong mình chăm nước mới vô là xong, rồi xong chăm thêm vi sinh là ok. Thì hiện tại mình đang nói cho mấy bạn là cái hồ này chỉ phù hợp cho những con rùa nào mà size tầm 10X trở lên nha mọi người. 10X đổ lên là tầm 10cm đổ lên á mới chơi hồ kiểu như thế này nha. Rồi, đây là hồ dạng hồ lọc tràng, thác lọc tràng trên nha mọi người. Cái thứ hai mình xin giới thiệu cho mấy bạn, đó là một loại lọc tràng. Lọc cũng là một loại lọc luôn, nhưng mà dành cho những con size baby, size nhỏ hơn. Đây, xin giới thiệu mấy bạn, đây là cái lọc thác đứng nha mọi người. Thì công dụng của lọc thác này cũng như vậy á, nó sẽ hút mấy cái cặn bẩn vào bên trong cái lọc này, xong rồi từ cái nước sạch nó sẽ đi ra đầu này nha. Thì công dụng của lọc này thì nó cũng hút cặn bẩn thôi, thì mình bạn cũng phải thay nước, cũng đỡ phải bất công thay nước. Mà có điều á là cái lọc này mình thấy là nó hút không có sạch cho lắm, không sạch bằng cái lọc tràng kia, nhưng mà tại vì công suất nó nhỏ nên mấy con baby như thế này nó có thể chịu được nha mọi người. Cái lọc này mình cũng không biết nói gì thêm á, nó chỉ là công việc của nó là hút mấy cái cặn bẩn và cũng là hút mấy cái da phân của nó, và mình nuôi vi sinh ở trong đây luôn. Nhưng mà hồ này mình thấy là cái này nó cũng không có sạch lắm đâu. Thì mấy bạn, nếu mà bạn size nhỏ như thế này nè, tầm 8cm đổ xuống mấy bạn có thể nuôi được cái lọc thác này nha. Còn nếu mà 10cm thì mấy bạn đầu tư như mình, như cái hồ kia gió đỡ cực và bạn có thể ngắm được luôn. Đây là bé Aragon nhà mình nha.
thì mình sợ nuôi trong cái hồ kia thì nó bị stress mọi người. Hồ nước như thế này thôi. Ok, đây là bé Ali Gold nhà mình nha. Mình rất thích Ali bị độ ngầu của nó. Từ xưa lúc trước mình không có tiền mua, bây giờ là mình đi làm mình có tiền rồi, mình cố gắng mình mua ha. Đây bé Ali Gold nhà mình nha, rất là đẹp luôn. Rồi nói chung là cái lọc này thì mình thấy cũng chả có gì đi quảng cáo cho mọi bạn thôi. Nó cũng có thể chăm vi sinh được nhưng mà nó không giữ vi sinh tốt bằng cái lọc tràng này thôi, không bao giờ tốt bằng cái lọc tràng này. Và cái lọc này chỉ phù hợp cho những con size nhỏ thôi nha, không phù hợp với con size to, tại vì mình thấy nó vô nghĩa. Nếu mà size to thì nó cũng vô nghĩa, có thì có thôi. Rồi thì clip mình xin kết thúc tại đây, cảm ơn mọi người đã nghe và hãy đừng quên là để lại được comment và cũng như là đăng ký kênh cho mình nha, để mình làm có động lực để mình làm thêm những video clip khác cho mọi người. Rồi chào tạm biệt mọi người.